Xin chào anh em trên mọi miền của Tổ quốc đam mê âm thanh. Hôm nay shop của ông Thanh Khánh Hằng Hà Nội về hai con CD kiêm cả giải mã. Đó, anh em hỏi rất là nhiều. Ngoài chạy CD kiêm giải mã mà chỉ có mấy triệu. Anh em cần thì cứ liên hệ bên shop nhé. Shop sẽ đưa địa chỉ ở trên trang rồi. Vâng. Giờ thì cả nhà, đây là shop cho chạy đĩa này. Đĩa này là đĩa Phố Vắng Em Rồi đây. Đó. Của Tuấn Vũ này. Đấy, anh em mà muốn mua CD rồi là các chủng loại CD xịn, CD tái bản. Vâng. Thì liên hệ trên cơ sở 2 và cơ sở 1 em cũng có nhá. Phố Vắng Em Rồi này. Tiếp thương đời đau buồn em khóc chia
Thank you.